chào quý vị các bạn, tôi là Quân Anh đến từ công ty cổ phần Anh Thịnh. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn dòng xe tải Kenbo thùng kín của nhà máy Chiến Thắng sản xuất. Về phần chiều dài cơ sở của xe, Kenbo thùng kín này được nhà máy thiết kế là 4m75 phân, chiều ngang của nó là 1m65 và chiều cao của nó là 23. Về tải trọng của xe này là tự trọng của xe là 1.100 kg, tổng trọng tải của xe là 2.300 và được phép chở là nó là 990. Về phần ngoại thất của xe, xe Kenbo 35 chỗ này được nhà máy Chiến Thắng thiết kế logo, các bạn biết cái nhà máy Chiến Thắng thiết kế của Kenbo logo của xe và hệ thống lưới tản nhiệt. Đèn halogen của nhà máy Chiến Thắng này thiết kế khung cổ quay cho Kenbo thùng kín này, khoảng không của nó rộng hơn, kết hợp đèn halogen chiếu sáng tốt về ban đêm và trời mưa sương mù cho mắt tài xế. Đặc điểm của Kenbo thùng kín này, nhà máy thiết kế là đèn đúng không mà sát rất dễ dàng cho mắt tài xế. Lốp của con xe Kenbo thùng kín này được nhà máy thiết kế đồng bộ là lốp 5.50-13. Đấy, thiết kế đồng bộ. Con Kenbo thùng kín này, về phần thùng của nó, bạn đang biết này, thùng tôn bạn nhãn được nhà máy thiết kế mở không. Đây, các bạn biết đây. Đây các bạn biết đấy, thiết kế cái nhà máy thiết kế thùng kín tôn không mở được 3 bên sau đít và bên hông, rất thuận tiện khi cho các bác tài bốc hàng. Và nhà máy thiết kế kèm theo là đèn bên trong. Đấy, thiết kế đèn bên trong. Đấy, rất thuận tiện cho khách bốc hàng vận chuyển lên xuống ở vừa ban đêm. Về phần cầu nhíp của con xe Kenbo van Kenbo thùng kín này thì được nhà máy thiết kế là chịu lực bằng nhíp bán elip chịu lực. Đấy, các bạn biết nhíp bán elip cầu của nó rất khỏe to. Đấy, về phần tôi giới thiệu tiếp với các bạn về phần nội thất của xe và động cơ của xe. Nội thất của xe của con Kenbo thùng kín này được Kenbo thùng kín này vẫn là vô lăng 36, vấn đề nhà máy thiết kế vô lăng 36. Đấy, bản đồng hồ tắp nô đầy đủ. Đấy, option này của nó đầy đủ luôn, kính điện. Ở đây nhìn kính điện. Đấy, cũng được làm bằng điện. Đấy, vô lăng được trợ lực, lá trợ lực. Đồng hồ báo bán điều khiển điều hòa 2 chiều đèn USB. Vẫn là hệ thống cần số lắp số tiến một số lùi. Đấy, ghế được làm bằng da. Máy thiết kế bảng dàn trên. Cái điểm nữa của con Kenbo nhà máy thiết kế là động cơ của nó là động cơ 1.3. Đây các bạn biết này, xe tải Kenbo thùng kín 990 cân được thiết kế động cơ 1.3, đây đạt tiêu chuẩn Nhật Bản này, khi mà anh quay sát này đạt tiêu chuẩn Nhật Bản là được trợ lực bằng lái khóa cửa tự động. Đấy, nhập khẩu được sang từ Hoa chính hãng. Mà giá bán hiện tại của nhà máy là 194 triệu. Riêng con này được nhà máy bảo hành đến 3 năm. Về phần khung gầm chassis của xe. Đấy, vừa rồi tôi cũng đi qua đến các bạn về phần ngoại thất
nội thất và thùng của con xe Ken Bo thùng kín này. Với bị có để đến bãi trực tiếp chúng tôi số 451 đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, và ngã tư Đông Cơ, thành phố Bắc Ninh để đến trực tiếp bãi lái xe và cảm nhận của dòng xe Ken tại Ken Bo 3. Hoặc các bạn gọi đến trực tiếp đường dây nóng chúng tôi 0974 08 222 để được tư vấn miễn phí. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn đến video clip của chúng tôi. Video clip của chúng tôi lần sau để hoàn thiện hơn. Xin thành cảm ơn.